Rồi thì nói chung là cơ sở là tự tổ tại với tôi cũng đến rồi. Cũng bây giờ cũng là lấy lần đầu nhưng mà nhìn chất lượng thì cũng được, nhưng mà có cái thời gian là hẹn là hơi trễ. Đợt này cuối năm nên là nó cũng hơi nhiều việc. Bác nên bác thông cảm. Vâng. Thì hiện tại thì cơ sở đồ gỗ Thu Tám đang có mặt tại gia đình nhà bác Đông Tám tại khu 7 xã Xuân Lộc, Thanh Thủy, Phú Thọ, và vừa bàn giao gia đình nhà bác một bộ sập ngồi trơn tam diện gỗ hương và một chiếc bàn thờ gỗ mít đây, vừa lắp đặt và bàn giao không gì nhìn ra gia đình bác đây. Hiện tại thì là những ngày cuối năm, là chuẩn bị Tết Nguyên Đán 2020 rồi, thì tôi có quay lại cái video clip là một kỷ niệm một chiếc bàn thờ gỗ mít. Chân là chân 16, hàng cực kỳ là dày dặn, hàng bàn thờ triện như ý. Đây, chiếc ra bên trong này, đây. Chân là chân 16 này, hàng dày, khuôn dày 5 ván, dày 2, yếm 4, hàng rất là dày. Gỗ mít tan 100% quý ạ. Và bên ngoài này thì có một chiếc sập ngồi ngũ phúc, sập ngồi trơn, sập chân quỳ, tam diện bằng chất liệu gỗ hương đá. Chiếc sập này có kích thước là 1m8 x 2m2, vừa lắp đặt luôn. Buổi sáng thì mưa, hiện tại chỉ có trên 7 giờ sáng quý ạ. Chúng tôi đi từ rất sớm đây. Bên này là bác chủ nhà đây, bác Đông quý vị nhá. Thì hôm nay bọn cháu lắp đặt xong xuôi bác rồi, cháu cũng xin luôn bác ý kiến nhá. Về gỗ này cũng như là bác đã biết xưởng như thế nào rồi thì nói chung là cơ sở là tự tổng giám với tôi cũng đến rồi. Bây giờ cũng là lấy lần đầu nhưng mà nhìn chất lượng thì cũng được, nhưng mà có cái thời gian là hẹn là hơi trễ. Đợt này cuối năm nên nó cũng hơi nhiều việc bác, nên bác thông cảm. Vâng, thì thay mặt xưởng rất cảm ơn bác.